Bây giờ ai có đi viện đang đau đi viện mà khám cái bệnh thì comment nhé. Trời, nó lồm lên cam nó hơi mờ. Ai đi viện khám không ra bệnh à, phò bò thì nhắn tin cho cậu, còn top top thì ấn yêu cầu lên. Nhưng mà phải có cam cơ, còn nếu không có cam thì lại phải nhắn tin để lấy giá lồ vậy. Cậu ơi, sao con yêu ai cũng khổ vậy ạ? Bởi vì các kiếp trước người ta yêu bạn, ai người ta yêu bạn người ta cũng khổ. Bây giờ ngược lại thôi.
Trước gây sao thì bây giờ nhận vậy. Vương Đức Lê chưa có phúc đâu, nhưng mà chưa có phúc phần đâu, nhưng mà thôi nhắn tin cho cậu, cậu soi cho thì soi cho được nhá. Phúc phần không có thì chưa giúp được, nhưng mà sẽ soi cho. Quà có mấy con gấu này đẹp ghê này. Bạn thật tuyệt vời. Đấy, gấu đẹp thế. Cùng nhau đi phượt cũng gấu luôn. Uầy. Mưa sao băng kia cũng gấu luôn. Uầy. Tình yêu bất ngờ cũng gấu. Ôi ôi. Động thấy gấu này. Giờ nó ra nắm gấu thế. Tin qua nhá, comment đây có ích gì đâu, nhắn tin qua, nhắn tin qua. Nhắn tin qua. Con xin sám hối các oan gia nhiều đời, cầu khấn ơn danh che chở chúng sinh muôn nơi, xin người, xin người chở che cho thoát kiếp tu hành. Thì có gì để đăng đâu, nó chỉ là hai bên tả đánh nhau thôi mà. Bảo Trâm Ngô ấy, oan ấy chủ họ bu đầu nhá, tần quỷ thôi. Các kiếp trước toàn giết họ. Các kiếp trước là người có chức có quyền, dạng kiểu quan lại ấy, thế toàn lợi dụng chức quyền và giết họ, toàn chém đầu oan họ thôi, để bao che những cái con của ông nọ ông kia đấy, kiểu vậy, người có tiền các thứ. Thế cái đấy họ ra để thế tội thay ấy, kiểu vậy, để đồ tội oan ấy.
toàn là quỷ thôi nhé, bảo trông ngô cứ như này sau này chồng của bạn sẽ bị sinh mệnh dương, liên quan đến bệnh dương là liên quan đến cổ họng là một này và não là hai, sau này sẽ chết sớm vì bệnh. Bảo anh em chịu khó mà sao hối vào. Bị sao nhắn tin qua cho cậu nhé. Cái ông Trung Lê phát với tôi trả lời ông rồi, bây giờ ông còn spam chặn bây giờ. Spam hoài à. Cảm ơn Thanh Nhạn. Cảm ơn Minh Giang, mời tặng cái gì đi Minh Giang ơi. À, hoa. Cảm ơn. Người nặng là bị quỷ bám nhiều à cậu? Người nặng thì là tà bám nhiều thôi. Trong tà này sẽ có thể là con nai chủ, cũng có thể là tà nó theo để nó hút khí. Cái này còn tùy. Cảm ơn Phan Hậu. Chứ không phải cứ người nặng như thế đâu, cái này còn tùy nhá. Cảm ơn Sơn, cảm ơn Chi Quỳnh, cảm ơn Cụ Đoành. Mã Thị Thu Huệ, mẹ chồng mất 21 tháng 12 năm 2023, mất 4 giờ sáng mấy thím đi xem thầy kêu trùng ở có trùng mà nhìn rõ thần trùng núi núi luôn đấy. Trùng này sẽ bắt từ từ 5 đến 7 người nhé. Trần Đình Hiếu đau đầu đi khám không ra bệnh, nhắn tin cho cậu. Dẫn vào bếp chả sao cả, đây bếp ẩm ướt thì nó vào rồi. Mã Thị Thu Huệ, còn trùng còn thần trùng nguyên nhá, đi đâu mà hết, mới thấy âm binh đánh nhau với trùng nhưng mà chưa ăn thua đâu, thấy thần trùng vẫn đứng lù lù đấy, âm binh không đánh lại được nhá, âm binh thua. Dạo này có hay cáu gắt miệng cứ muốn chửi tục, có phải phần hồn xấu con về không? Ừ, phần hồn xấu về nhiều. Tú Thanh, cậu ơi mẹ con bị ù tai đi khám mà uống thuốc không khỏi. Trong tai của bà ấy toàn rơi thôi, rơi nó vào đấy nó nằm tổ. Hoàng ai chủ kiếp trước từng giết nó. Sám hối nhiều vào, bà không biết xuất phát từ tâm là cái gì nữa. Mã Thị Thu Huệ đi tìm thầy cao tay mà giải. Người vừa mất trong 49 ngày vẫn lang thang ở trên trần này. Nếu mà người mà còn chấp niệm thì cái thần thức sẽ tồn tại đến khi nào nó mờ nhạt dần và nó mất. Và thường thường cái người mà còn chấp niệm đấy, cái phần hồn của họ nó sẽ có những trạng thái như sau này, nhiều người hỏi đi hỏi lại cái việc của người mất này. Trong 49 ngày nếu nhiều vong linh còn chấp niệm thì cái phần thần thức đó đấy, nó sẽ tồn tại ở giữa thế giới âm và thế giới dương, nó sẽ chỉ nhìn thấy những người và đồ vật mà còn chấp niệm đấy, còn vong linh người âm thì họ sẽ không có nhìn thấy. Đấy là cái phần chấp niệm của người vừa mất. Còn cái phần hồn của họ thì sẽ nằm bất động một chỗ. Sau khi không còn chấp niệm nữa thì cái thần thức đó sẽ trở về với cái phần hồn đấy. Đấy. Hoặc là một thì khi đó cái người âm đó mới thực sự là người âm và nhìn thấy được gia tiên hay là những người âm khác. Đấy. Còn nếu như còn chấp niệm càng dài thì cái bản thân cái phần chấp niệm của họ ấy, chấp niệm càng cao thì cái phần thân
và phần hồn của họ ấy, sẽ tự động nằm im một chỗ nhưng vẫn sẽ hóa thành quỷ đấy. Và khi mà cái phần chấp niệm đấy, họ bản thân họ chấp niệm quá cao ấy, họ cái phần chấp niệm đấy nó trở về với cái phần hồn đấy, thì bản thân họ sẽ trở thành quỷ hoàn toàn, và khi đó sẽ nhìn thấy người âm các thứ, và họ sẽ là quỷ. Và khi mà phần hồn là quỷ rồi ấy, thì họ sẽ trốn để không bị xuống địa ngục, bị bắt, bị đánh, họ sẽ lang thang ở trên trần thành tà thành quỷ. Chúng ta đọc kinh, chép kinh, địa tạng, hồi hướng đến bao giờ đỡ cái gì, không tác dụng gì đâu. Còn trường hợp mà vong linh đó đã không còn chấp niệm gì ấy, thì sau khi họ mất trong 49 ngày họ sẽ lang thang trên trần với con cháu. Sau 49 ngày thì vừa mất thì trong vòng khoảng 1 đến 2 tiếng gì đấy sẽ xuống dưới ngục nhá. Đấy. Xuống dưới âm gặp Diêm Vương đấy, để được thông báo nọ kia lấy tên tuổi các thứ đấy. Sau này được cho lên trần trong 49 ngày sẽ ở trên trần với con cháu. Đấy. Sau 49 ngày từ 49 ngày đến 100 ngày sẽ xuống dưới để mất vài ngày ấy, đấy kiểu vậy, để định luận tội các thứ đấy, xong lại cho lên trên trần đấy. Sau 100 ngày thì xuống dưới ngục chịu tội, chịu đến bao giờ hết cái số nghiệp mà họ phải chịu thì sẽ ra. Có người thì 1 năm, có người thì 5 năm, có người thì 10 năm, có người thì mấy chục năm, còn tùy vào nghiệp nặng hay nhẹ. Vợ con cứ vào nhà vệ sinh rửa tay nhiều, trước 10 lần giờ 2 lần, khi vào đó sợ phải có người đứng ngoài canh mới dám vào, cho con hỏi bị sao là sao? Không hiểu anh nói cái gì luôn đấy. Bây giờ lại hỏi ngây thơ chặt cây xoài xem công trình phụ có chặt được không, chịu luôn. Chặt thì cứ chặt, nhưng mà có vong tà nó trên đấy thì nó sẽ phá thôi, vì mất chỗ ở cho nó. Ai mua trầm đi ạ. Cảm ơn bạn tiếng Nhật. Chịu khó mà sáng hối và anh Dũng mày kêu cái gì, hỏi cái gì, phải hay không cái gì. Xem có liên rồi lại còn hỏi là phải hay không. Cười thế. Bây giờ bạn hỏi thì ý là sao? Nghi ngờ có liên à? Cậu ơi, nhà đẻ con 2 năm mất 4 người có phải trùng tang không ạ? 2 năm mà mất 4 người thì vừa trùng tang vừa nghiệp. Tức là bạn hiểu là trùng tang thì có trùng tang rồi, nhưng mà oan gia chủ họ bắt thì họ vẫn cứ bắt đấy. Thế là vừa là oan gia chủ, vừa là nghiệp, vừa là trùng tang, vừa là nghiệp, vừa là trùng tang. Những cái nhà như vậy thường thường là nghiệp quá nặng. Cảm ơn tôi yêu bạn. Nghèo trầm cảm. Cảm ơn Phan Hậu. Muộn con có phải do nghiệp không cậu? Phải bạn. Những người nghiệp nặng thường thường sẽ khó có con, hoặc là không có con, hoặc là muộn con, hoặc là toàn con gái. Những người nghiệp nặng thường vậy. Cảm ơn bạn tiếng Nhật. Ánh Hồng, xem cái hình mặt của bạn đó. Cậu ơi, con hay bị nặng, đau đầu chóng mặt, thỉnh thoảng người mệt lắm, buồn lôn khi mặt trời lặn với đêm ạ. Ánh Hồng, cái này cứ đến về chiều và đêm thì tà nó bu vào đầu bạn để nó hút khí của bạn nhé.
Thế cứ đến chiều và đêm thì bạn sẽ hoa mày chóng mặt, rồi là người rất là mệt, như kiểu không không còn tí năng lượng nào luôn đấy. Nơi bạn sống nhiều tà, kiếp trước bạn cũng là kẻ thù chúng nó, dạng kiểu như là hai kẻ ác đánh nhau ấy, kiểu vậy. Thế bây giờ chúng nó cứ dí bạn, chúng nó hút khí thôi. Và con nhìn đâu cũng thấy bẩn và rất sợ bẩn. Phần hồn kiếp trước của chị này về, bản thân chị này bị trầm cảm. Thế là cái phần hồn kiếp trước nó lên sống thay phần hồn này, nó dạng kiểu nhìn đâu cũng thấy bẩn và nó sợ bẩn, kiểu vậy. Nó nhìn thấy âm chứ không phải nhìn thấy dương nhá, nó nhìn thấy âm bẩn thế nó sợ, nó lên nó sống thay vợ anh vì vợ anh phần dương này bị trầm cảm. Loan Tây, bạn phải viết rõ bố của bạn tên gì, anh của bạn hai bác tên gì, để mất bao giờ. Đấy. Bạn hỏi bưng cua này chịu. Bây giờ bạn hỏi tôi phải soi từng người một xem có bị trùng không nhé. Mong cậu hoan hỉ cậu về nhà để làm giúp gia đình. Còn cậu bảo thật cây xoài đi hoặc quật chết, nên con muốn hỏi cậu, mong cậu chỉ cho con được con nào nên thuận. Thì bây giờ cậu không có bảo là họ quật chết, mà cậu bảo là họ sẽ phá. Bây giờ họ đang ở cái cây đấy nhiều, họ tà họ bám đấy nhiều, chặt mất nhà của họ. Thì đương nhiên là họ không còn chỗ nào thì họ sẽ ghét chị, thì họ sẽ bu vào những người nhà chị để hành thế thôi. Để bảo quật chết gì, nghe nặng nề thế. Ai mới trầm đi ạ? Đây này, đấy mọi người. Ngày nào cậu cũng phải đốt trầm. Đốt trầm để làm gì? Thanh lọc những cái khí xấu. Đấy, để cho phòng nó năng lượng tốt. Rồi là những cái vong tà nó theo mình từ ngoài đường về các thứ ấy. Thì khi mình đốt trầm là nó sẽ đi. Đấy. Những cái con nào mà nó không có oán thù mình, hay nó không có mục đích gì quá là nhây thì nó sẽ đi. Đấy, thế nên mọi người đốt trầm rất là có lợi. Nhà bác ruột em một năm mất ba người, đầu năm con dâu mất, cuối năm hai vợ chồng bác ý mất, bác trai mất được 3 hôm, bác gái mất tiếp. Con sợ quá, cậu cho con hỏi có ảnh hưởng cả nội tộc ạ. À? Thanh Lê Thị, bạn đợi tí để tôi phải soi đấy. Bạn nói nhà bác ruột nên tôi phải nhìn từ bạn, không nháy sang nhà bác ruột bạn. Thanh Lê Thị này, xong rồi nháy sang nhà bác ruột này, nhìn những người bác ruột này. Đầu năm con dâu mất, nhà bác ruột này, một con dâu này, cái địa vị xa này, không có tên, khó soi. Nhà bác ruột, con dâu và hai vợ chồng. Nhà bác ruột, con dâu và hai vợ chồng. Con dâu là bị trùng này. Hai vợ chồng. Bà vợ này chết trùng theo này. Còn ông chồng này chết theo thông nghiệp này. Con ấy chủ có bắt này. Một cái quỷ nam, người đàn ông. Nhá. Đấy. Thanh Lê Thị nghe rõ nhá. Cái người con dâu này. Đấy. Là mất trùng. Cái người mẹ bác gái cuối năm hai vợ chồng bác ý mất, bác trai mất được 3 hôm thì bác gái mất. Bác trai là mất là vì nghiệp này đấy, nghiệp của dòng họ và bản thân của bác ấy đấy, dòng họ thì khoảng tầm 70%, 80%, 20% là nghiệp của bác ấy đấy. Và bác gái mất này, mất 3 hôm tiếp bác gái mất này thì là chết theo trùng nhé, và dòng họ này vẫn đang là trùng. Cả dòng họ nội tộc này sẽ bị ảnh hưởng, đây là cái chắc chắn, vẫn đang bị trùng và nghiệp của dòng họ là nghiệp cực nặng, sẽ còn nhiều người đi nữa, yên tâm.
Bố con tên là Lã Văn Tiên Sinh, sinh năm 1970, mất năm 2010. Ông này khi mất là có tân trùng này. Bố ốc mất trẻ. Ông này lúc mất là có thần trùng này, nhưng mà ông này ông ấy tự tự tức là cái phần chấp niệm của ông ấy, phần 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 chấp niệm của ông ấy tự biến hồn của ông ấy thành thành quỷ, thành tà này đấy. Xong phần hồn của ông ấy thì tự đánh nhau với trùng, tức là ông ấy còn thành tà còn mạnh hơn cả trùng, được chưa? Và ông ấy đã tự giải quyết đấy. Hiện tại bây giờ thì phần hồn của ông ấy ở mộ đấy, còn cái phần mà giúp ông ấy đấy để giải quyết trùng này ấy, thì là cái phần kiếp trước, phần hồn kiếp trước của ông ấy. Cái thể loại này ghê này, cái thể loại này là ghê này, Loan Tây ạ, rất chia buồn nhưng mà phải nói như vậy. Bây giờ phải làm như nào cho tốt, cho bố tốt, bố của bạn thì bây giờ bạn chỉ có thể khuyên bố bạn chịu khó mà tu tập thôi, rồi là bạn tu tập rồi hồi hướng cho ông ấy thôi, chả làm nào được rồi. Xét cho bàn thờ con xem mấy tờ giấy các thầy dán có sao không ạ? Không sao cả. Trong những cái tờ đấy thì các thầy cho âm binh vào trong, thì bạn xé ra thì âm binh nó ra ngoài thôi, nó nằm loạn nhà bạn thôi. Nhà bạn đấy hay cãi nhau thôi, không sao cả. Xích mích chưa sao đâu. Nguyễn Văn Tư phải nói rõ bác nào nhá. Bây giờ anh nhiều bác thế, cậu lại phải đi soi từng bác một, bác nào mất à? Phải nói rõ tên, năm họ tên địa chỉ được thì càng tốt, còn không thì tên thôi cũng được. Phương Phạm, gia tiên nhà bạn báo nhé, bởi vì gia tiên nhà bạn chọn cậu của bạn để làm người chịu nghiệp cho dòng họ, tức là nghiệp của ông ấy tầm 80 đến 90% chịu một ít cho dòng họ, thế là ông ấy gia tiên báo. Làm sao để biết nghiệp dòng họ nào nhẹ, dòng họ nào nặng? Bạn cứ nhìn con cháu này, nhìn con cháu mà đoán nghiệp dòng họ thôi. Bạn là người thường mà chỉ có thể là như vậy. Như cậu thì cậu mới nhìn được chứ. Quân Phong, cứ đến tối là người rất tích cực, sáng ra lại giống như một người khác, hay cáu gắt với tiêu cực. Cái này là cứ đến tối ấy, thì cái phần hồn thiện kiếp trước của bạn nó về đấy. Nó là một cái thanh niên rất là vui vẻ này, sáng dạ này, trí tuệ tốt này đấy. Còn sáng ra nó đi, cái phần hồn này của bạn nó cứ đến tối là nó về thân xác bạn. Còn sáng nó đi sống cuộc sống của nó. Đây là cuộc sống của người âm ấy. Cái việc ra tiên báo chả có cách gì cả Phương Phạm. Nghiệp dòng họ nặng bắt buộc phải có người chịu đi một chút. Ai mà hỏi về trùng tang ấy cảm thấy giải quyết được hãy hỏi nhé, không giải quyết được vấn đề thì hỏi làm gì cho mệt. Lê Khánh, cậu ơi, bác con tên Đăng mới mất trước Tết, lúc bác mất là bất động, cậu xem giờ bác có về được phần mộ không hả cậu?
Hồn của người này, hồn của người này. Cái người này mất thì không bị trùng nhá. Người này mà không bị trùng đâu nhá. Nghe cho kỹ. Người này mất không bị trùng. Đấy. Lúc mất nằm bất động nên do nghiệp nặng. Thế là lúc mất nằm bất động. Nhưng mà gia tiên thì có chút phúc phần. Đấy, gia tiên đã khiêng cái người này, hồn của người này về nằm bất động ở đại mộ rồi. Những dòng họ mà nghiệp nặng ấy thì thường thường là bao giờ cũng vậy, một con người sẽ chịu nghiệp của bản thân và nghiệp của dòng họ đấy. Ngoài nghiệp của bản thân mình là trong tháng này, trong năm này mình sẽ bị những cái hạn gì đấy đấy, thì sẽ còn chịu cả nghiệp của dòng họ nữa đấy. Bên Phật thì không có giải hạn nhá, các ngài sẽ yêu cầu mọi người là phải tu tuân theo nhân quả đấy. Có hạn là phải chịu, bởi vì đấy là cũng là do cái nhân quả kiếp trước mình tạo ra, thì oan gia chủ họ đi theo họ, họ đẩy thôi đấy. Nhưng mà các ngài bên thánh thì nhìn mọi người chìm nổi đấy, bảo mà tu ngay được thì sẽ khó, nên các ngài mới cho ra cái giải hạn để giúp cho mọi người là đấy giảm nhẹ bớt đi, để biết đường mà tu tập càng tốt thì giảm được càng nhiều đấy. Các ngài thương mọi người nó là vì thế nhé, chứ không phải thắc mắc. Nga thì bố sinh năm 1960, khoảng gần 3 tháng nay hàng ngày đi ngoài rất nhiều lần, đi khám ở Hải Phòng rồi lên Bạch Mai mà mãi không ra bệnh gì. Cũng nằm viện điều trị cũng không đỡ lắm. Uống cả thuốc đông y cũng gọi là chỉ giảm tí rồi ngày vẫn đi mấy lần, bố con gầy 4 đến 5 kg. 1960, bố của Nga thì 1960, ông này chẳng biết tu tập là cái gì luôn đấy, cũng chẳng có tín lắm, và cũng ra tiên cũng gọi là hương thôi, không gọi là quá chăm chút. Người này bị cái gì à? Người này bị do cái nghiệp từ kiếp trước những cái con gái chủ họ đang hành nhá. Thấy xung quanh của cái người này ấy, và nhập thẳng vào người này luôn đấy, rất là nhiều các vong linh cả nam và nữ. Những cái vong linh này ấy, toàn là những cái người thường ở kiếp trước, những cái người này toàn bị ông này ông ấy dạng kiểu như là mua này rồi là bắt cóc này đấy, để mổ ra để lấy nội tạng nhá, toàn lấy nội tạng ở chỗ bụng này thôi đấy, toàn mổ người ta ra không à. Thế trường hợp này bạn phải khuyên ông ấy sám hối vào, chứ không có gì này thì rồi chết trong đau đớn. Cậu ơi, đêm ngày 30 vừa rồi con thắp hương hai dài một ngắn là sao thế ạ? Nguyễn Mạnh Quân. Thắp hương hai dài một ngắn đấy là gia tiên các cụ nhà bạn báo cho bạn biết là bản thân bạn cũng như dòng họ nhá. Năm nay con cháu sẽ bị nhiều cái hạn về tai nạn. Rồi là ra ngoài thì bị lừa. Đấy. Nhất là về tai nạn nhá. Đây báo chủ yếu là về tai nạn này, thân thể. Thế làm gì thì cũng phải cẩn thận. Bạn và tất cả những người trong họ. Trường hợp này thì cậu có lời khuyên là nên đăng ký giải hạn đấy, sau đó tu tập cho tốt, xin các ngài che chở cho. Gia tiên báo như vậy tức là gia tiên báo cho biết đấy, còn việc gia tiên đỡ cho hay che đi thì cũng chỉ được phần nào thôi. Cậu ơi, ông nội con mất được 2 năm xong đến cụ con mất tiếp đấy 2 năm nữa, chú con mất đấy có phải bị trùng tang không? Tức là cứ 2 năm, 2 năm một là một người mất đúng không, và đa phần toàn là đàn ông đấy. Thanh Trúc, cái trường hợp này không phải là trùng tang nhé. Trường hợp này ấy, là những cái người đó
là họ bị oan gia chủ bắt. Là những cái người này, cái kiếp đó với cái người oan gia chủ đấy là một bè đảng với nhau đấy, và cùng chung hại cái gia đình dòng họ nhà, dòng tộc nhà cái người bị oan gia chủ đấy. Và cứ 2 tiếng hoặc là 2 ngày, 2 tiếng như tôi tính đấy là 2 tiếng nhé, 2 tiếng thì chặt đầu một người. Thế bây giờ họ cũng sẽ 2 năm là bắt một người, kiểu vậy. Họ ra cái quy định như thế. Trường hợp này dòng họ nhà bạn nghiệp nặng thì chịu khó mà sám hối. Mà trường hợp này đàn bà thì tươi tốt, tức là đàn bà thì sẽ béo tốt đẹp đẽ không vấn đề gì, sống lâu. Nhưng mà dòng họ sẽ toàn còn lại đàn bà, đàn ông thì sẽ bị nào là bệnh tật, nào là những cái tai nạn lao động. Đấy, nhưng đa phần sẽ là bệnh tật đi sớm. Bạn Ngọc giỏi không có spam nha, spam nhiều cậu chặn đấy. Nhìn thấy cậu là trong lòng lại thấy vui vui thì bỏ qua đi. Bạn đừng có hỏi nghiệp dòng họ nhà bạn có nặng không nữa, tự suy ngẫm xem. Tôi không bảo gì thì tự hiểu là nặng hay nhẹ. Những cái trường hợp mà cậu không trả lời tự hiểu nó nặng. Trần Thị Thúy Trinh, mỗi khi mà bố của bạn xúc động hay là người yếu ấy tay bị rung nhiều, đấy là do là cái phần hồn kiếp trước, phần hồn kiếp trước là một người thanh niên nhưng mà rất là gầy và chân tay rất là yếu, nên lúc đó bố bạn sẽ bị như vậy, nó cứ rung 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 ấy. Đấy là bệnh, bệnh từ khi kiếp trước đến, từ khi sinh ra bị bệnh như vậy. Phương Phạm, mỗi lần con cứ nghĩ đến cậu là con sẽ bị đau đầu các bạn, con không biết là do đâu. Con gái chủ họ bu vào đầu bạn, họ không cho bạn nghĩ đến cậu, ý họ là họ không muốn bạn tu tập. Cậu đọc bình luận ở phao bò nhé, cậu đang like cả hai mà. Thúy Nga, lên chuẩn bị tâm lý bởi vì phần trăm qua được rất là thấp. Mọi người mua chờ mẫn vào hàng đi. Sư có hợp đồng được không? Theo lý thì là sư không nên hợp đồng. Và sư có hợp đồng được không? Được các bạn nhé. Một người muốn theo đạo nào đấy là tùy, tùy bản thân họ muốn và lựa chọn. Còn họ không hợp đồng cũng không có sao cả. Còn họ muốn theo cả thánh thì tùy. Không có ai cấm cả. Người ta gọi là tự do tín ngưỡng mà. Mọi người mua trầm đi ạ. Ấn vào giờ hàng ở phẩm bò giúp cậu ấy. Chú chồng con Trần Văn Đức, sinh năm 1968, tự nhiên chết lúc 25 Tết. Cậu xem cho con nhà con có bị trùng không? Chú của chồng là Trần Văn Đức, chú chồng Trần Văn Đức, Trần Văn Đức, ông này chết. Ông này là có thần, có trùng nhá, tức là có thần trùng, nhưng mà cái dòng họ này ấy, là nhiều đời dạng kiểu cũng có chức tước trong làng ấy, trong làng, trong trong xã ấy. Đấy, trong làng, trong xã, trong huyện ấy. Đấy, thế là thấy là có đi nhờ đấy, đang thấy rất nhiều âm binh đâu đang vây trùng đó, được chưa? Thế nên thần trùng đó là đang chưa làm gì được nhá, còn sau này họ có làm gì được hay không thì còn tùy, còn hiện tại là thấy họ chưa làm gì được, bị rất nhiều âm binh mà ra tiên nhà này đi nhờ đấy, để quây họ, quây thần trùng đấy. Quỳnh Trang,
25 tuổi bị đau lưng 5 năm rồi. Thì nhắn tin cho cậu nhé. Muốn thay lại bát hương gia tiên, không biết gia tiên có chấp thuận không? Bát hương nhà bạn bây giờ toàn quý nó ngồi thì hỏi gia tiên có chấp thuận không? Đương nhiên là mừng rớt nước mắt. Nhưng mà nhớ là phải tìm thầy cao tay và không có âm binh, không có quỷ. Hồng Doan Phạm, cậu xem giúp con, đầu năm nhà con thắp hương, hôm sau lên thì hai que hương không biết bị gì mà không cháy, vậy có sao không? Những trường hợp thắp hương mà hương tắt không cháy, hoặc là đang cháy dở thì tắt, tất cả đều là do tà nó phá nhé. Thế bàn thờ nhà bạn chỉ có tà thôi, tà nó phá, nó không cho gia tiên ăn, không 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 cho gia tiên uống, mà thế kiểu nó phá, nó làm cho hương tắt thôi. Cậu ơi, hôm trước con đăng ký giải hạn đầu năm mùng 10 tháng 1 âm chuyển qua 15 tháng 1 rồi ạ. Không phải bạn nhé. Hôm trước bạn đăng ký là dâng sao, làm ngày mùng 10 tháng mùng 10 âm rồi nhé. Còn cái ngày 15 thì cậu chuyển sang ngày 20 là giải hạn tam tai 49 các thứ. Hạn trong năm làm nhà tam tai 49 53 thái tuế giải đen đấy, các cái chuyển sang ngày 20 nha bạn nhé. Còn cái bạn hỏi vừa đấy là dâng sao đầu năm khác, hai cái khác nhau. Nên bạn mà đăng ký giải cái hạn kia thì kéo xuống phở bò tìm Ninh. Và cái hạn mà lần hai cậu giải này ấy, dâng sao thì bao giờ cũng thế, nó sẽ giúp được cho mọi người là cái nhẹ. Nhưng cái giải hạn lần hai này ấy, là những cái hạn 49 53 rồi tam tai thái tuế thứ ấy, là những hạn nặng nha. Những cái này là nặng đấy, những cái này là nặng nha. Còn dâng sao cái sao ấy, cái hạn sao ấy nó nhẹ đấy, cái hạn sao là nhẹ nên chỉ đỡ được cho mọi người một chút đấy. Nhưng cái hạn mà lần hai giải này là những cái hạn này rất là nặng này đấy. Hầu như năm nào cậu giải ấy, có thực ra là không không có nhiều những cái trường hợp mà nó nguy hiểm tính mạng đấy, nhưng mà cũng có một hai trường hợp gì đó đấy, là tôi thấy là nguy hiểm tính mạng. Còn những trường hợp khác thì cũng cũng gọi là cũng khá khá nặng. Thế là những cái trường hợp đấy mà không gặp cậu thì cậu chưa hiểu nó sẽ như nào nữa. Có lần con mơ người thân con mất còn làm sao không? Không sao bạn nhé. Bàn thờ gia tiên và bàn thờ thần tài có nên lắp nhiều bóng đèn nháy không? Bây giờ để nhiều đèn nháy trước mặt của bạn, bạn ngồi đấy thì bạn nhìn đèn nháy nhiều bạn có lóa mắt, bạn khó chịu không? Đấy lý do tại sao mà người ta hay dùng những cái đèn tĩnh, và thường thường là để người ta làm những cái bạn bạn nhìn cái dạng kiểu bàn thờ người ta là những cái mành, xong đèn sáng ở trong cái mành đấy không, đấy nó chỉ một màu vàng nó tỏa ra đấy, nó thanh tịnh. Còn đèn nháy nhiều quá thì đương nhiên là cũng không thích rồi. Đấy là tôi đang nói về gia tiên cho mọi người đấy nhá, chứ không nhiều người thắc mắc là tại sao điện cậu cậu lại để nhiều đèn nhiều màu thế. Bởi vì các ngài không có chấp vào những cái đó, những cái vặt vãnh đó, các ngài không quan tâm. Và các ngài cũng không chấp, bởi vì các ngài xua tay một cái, những cái màu nó biến mất hết, được chưa? Còn gia tiên cho mọi người thì gia tiên cho mọi người không có xua được chưa? Nguyễn Tú ấy, bạn thắc mắc thì nhắn tin qua cho cậu nhé, cậu gọi lên trả lời cho. Hạn đáo cung bản mệnh, người ta gọi là hạn trong năm, hạn năm tuổi à? Đấy Mạnh Dương đăng ký giải hạn. Con mơ thấy rắn rượt đuổi, xem rắn rượt đuổi con thục ngô đấy, con gái chủ nhé.
Là sao của Quỳnh Trang hay không hiểu bạn hỏi luôn đấy. Mọi người muốn biết mình có hạn gì thì chịu khó tra trên mạng ấy. Nó có ghi hết mà. Nguyễn Văn Việt đầu năm con đi xe toàn gặp người bị tai nạn, có phải ra tiên báo cho con năm nay con cẩn thận xe cộ à cậu? Bạn cứ hiểu thế cũng được, không phải ra tiên cho bạn báo mà giống như kiểu như là làm cho bạn chú ý nhìn thấy những cái vụ như thế để cho bạn 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 nghĩ bản thân mình ấy, kiểu vậy. Ừ thì cái đó gọi cũng gọi là báo cũng được mà gọi là mách nước cũng được nhé. Thì năm nay bạn chú ý cẩn thận đi lại xe cộ. Tú Thanh ấy thì trường hợp mà bà đã khó qua thì đăng ký cho bà thì cứ đăng ký tùy thôi, nó chỉ gọi là giảm được cho đã đến mức mà bà ấy chủ họ hành cho đến thế không qua được nữa thì có đăng ký thì cũng chỉ gọi là xin bà ấy chủ bớt cho bà ấy một chút được thôi. Trường hợp này thì chẳng biết phải là phải nên đăng ký và giải hạn hay gì nữa, chắc là ghi vào cầu an thôi thật. Hải Châu con cóc nó đến trả ơn nhá, con cóc đấy nó đến nó trả ơn đấy, mang lại bình an cho gia đình nhà chị, kiếp trước chị từng giúp nó, bây giờ nó đến trả ơn đấy Hải Châu ạ. Kệ nó, lúc nào xong nó tự đi nhé. Bình Đào ấy vẫn vậy thôi nhé, ông ấy vẫn đau như vậy. Huyền Lâm, cân số con được yên bản mệnh chưa ạ? Huyền Lâm thấy làm nhiều lễ về tứ phủ rồi, được chưa? Và thấy dạng kiểu cô đồng đấy, dẫn đi làm mà làm cho bản thân bạn là người không có căn số nhé. Bây giờ bạn đâm đầu ra bạn làm như này thì bạn đang gọi là lỗi đồng. Thấy cô Chín rất là tức giận, không căn số thì cứ nghe người ta anh tình. Cậu xem cho con với con đen quá thì ấn vào giải đen nhé. Đăng ký vào link giải đen. Nhi à? Nhi tính trẻ con. Đấy, thế là rất nhiều trẻ con nó thích. Thế là đi ra ngoài là trẻ con ngoài đường ấy rất thích trèo lên vai lên gáy.
nên hay bị đau, về nhà thì sẽ đỡ. Về nhà mà núp lâu là sẽ đỡ, còn ra ngoài đường thì rất hay bị đau. Toàn trẻ con. Cái bà Nhi này bà ấy khó tính nhưng mà toàn trẻ con nó thích, thích biết tải. Chắc yêu quý trẻ con nên trẻ con nó thích. Ai mua chầm ấn vào giỏ hàng nha. Cảm ơn mọi người. Hồ Thị Hiếu, những cái mà chị hỏi đấy, đây này, hay bị quên hay tê bì chân tay chân, ngủ hay thấy rắn rất nhiều lần, có phải nghiệp gì không cậu? Thì nghiệp với rắn chứ nghiệp gì nữa, cho nó bu bám vào chân tay, quấn chân tay rất là nhiều, người cũng có phần ngực cái này, thế là những cái chỗ đấy của bà, chân tay bà suốt ngày mỏi, lúc nào cũng mỏi, chả làm gì cũng mỏi, ngồi không cũng mỏi. Ngực là hay hay dạng kiểu như là hay dễ bị hồi hộp khi gặp một cái gì đó, không tu đi không sám hối đi, sau này rắn cái bu nhiều như thế rồi sinh bệnh dương rồi lúc đấy hết hết cứu hết kêu. Cậu ơi cho con hỏi, ảnh trên bàn thờ nhà có người mất trẻ có phải nên dùng vải che đi không ạ? Không nha bạn nhé. Cái việc người mất trẻ hay không thì chả sao cả Nguyễn Nhung ạ. Chẳng qua là để thì người dương nhìn thấy thì sẽ đau lòng thôi. Chứ còn cái việc người mất trẻ không cần thiết phải che đi. Trần Thị Hậu, bé nhà con 6 tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói, cậu xem giúp con cháu có bị nghiệp gì không? Trần Thị Hậu, về phần dương đi khám nó sẽ ra một chút về là tự kỷ nhé, về tăng động tự kỷ nhẹ, đa phần là tự kỷ, thế nó hay tự làm những cái việc theo ý của nó và gọi nó không có thưa không có nghe nhé. Về phần âm trường hợp này dương dương tầm khoảng 60-70%, còn lại 30 là âm. Âm ở đây thì là do nó bản thân nó không muốn nói. Âm ở đây tại sao lại bảo nó không muốn nói 30% Trần Thị Hậu? Bởi vì nó đầu thai vào nhà chị để nó đòi nợ, nó trả thù. Cái kiếp trước của chị ấy với nó, gia đình nhà nó, bố mẹ nó là em họ của chị. Nhưng mà chị cậy gia đình nhà chị giàu có, đấy, rồi nó bắt nạt, đấy, hành hạ gia đình nhà nó và nó. Sau đó ấy, thì vì cái quyền lợi đấy mà chị đoạt cái quyền lợi và ép bố mẹ nó đến chết luôn ấy. Sau đó thì tống nó ra ngoài đường đấy. Đánh đập dã man rồi tống nó ra ngoài đường, rồi nó đi lang thang nó chết đói, nhưng bây giờ nó đầu thai làm con của chị để nó hành hạ, nó trả thù chị. Chị cứ yên tâm là chị sẽ về già, càng về nó càng lớn nó càng sẽ làm mất nhiều tiền của chị. Cứ yên tâm là thế. Không chịu sám hối với nó, với gia đình nhà nó đi thì không biết phải nói gì nữa. Sách gì Nguyễn Thành ơi? Bạn Thỉnh Trầm thì mới có gửi, bạn Sinh Kinh thì gửi kèm cả kinh, còn có sách gì không hiểu bạn đang nói sách gì luôn. Cậu ơi cho con hỏi, mẹ con càng đi khám chữa bệnh thì càng ra thêm nhiều bệnh, chữa hoài không hết ạ, cứ bị đau hoài thôi. Cái này là nghiệp của bà ấy, toàn là nghiệp với động vật và côn trùng. Thế nên bà ấy càng đi khám, trong khi kiếp này bà ấy cũng không được tốt cho lắm, bà ấy mắc cái khổng nghiệp. Đấy.
Thế là bà ấy cứ càng đi khám càng đi chữa thì càng ra nhiều bệnh thôi, cứ triền miên đây là toàn động vật và côn trùng nó hành gọi oan gia chủ. Vâng kinh ạ, con mua trầm và thỉnh kinh. Vâng, cảm ơn bạn đã mua trầm, còn đã nhận được kinh thì chịu khó chăm chỉ đọc nhé, chăm chỉ tu tập. Đoàn Thị Hường. Hai năm trước bà nội con mất, sau 35 ngày thì ông nội con mất. Hai năm trước bà nội mất có thần trùng. Gia đình có nhờ thầy, âm binh và trấn tạ. Thần trùng không bắt được người nữa, bị thần trùng bị âm binh nó bắt. Nhưng bù lại nghiệp dòng họ sẽ dồn vào đó. Sau 35 ngày thì ông nội mất. Ông nội mất là do nghiệp của dòng họ. Quá nặng. Sau 40 ngày thì bác ruột con mất vì bệnh. Bác ruột là nghiệp của bản thân của ông ấy. Ông này mất thì trùng nhẹ. Nhưng mà thấy dạng kiểu như là ra tiên bà cô bà ấy xin tà ấy, thế tà nó che cho, thế là không bị trùng, không bị trùng bắt. Hiện giờ em ốm, trường hợp bạn này là nghiệp bản thân của bạn ấy, nghiệp bản thân của bạn ấy tầm 70-80%, còn lại là trùng đó, còn lại là nghiệp theo cái, kéo theo cái trùng đấy. Đấy, tức là như vậy. Đã nhất Đoàn Thị Hường sẽ soi rõ là từng người một, người là bị trùng hay không. Phùng Thùy Dương. Cậu ơi, con nhà con cứ tối 11:30 là bị mỏi lưng, kêu đau mỏi, qua 1 giờ là tự hết. Ngày nào cũng vậy, con đi khám các bệnh viện mà không ra bệnh gì. Phùng Thùy Dương nhắn tin qua cho cậu nhé. Cậu gọi lên cậu nhìn bé cái. Tạm thời soi thì nó thoáng thấy rồi. Nhưng muốn nhìn cụ thể. Hoàng Thị Vân, tới bao giờ cậu đóng đinh giải hạn? Chắc tầm khoảng 18. Hôm nay là mười mấy nhỉ? Hôm nay mười mấy âm rồi? Hôm nay 12 hay 13 đấy. 18 cậu sẽ đóng. Nhưng mọi người đăng ký thì đăng ký sớm giúp cậu. Để cậu còn check không lại như dâng sao. Nhưng khi đóng linh rồi mới lại thi nhau nhắn cho cậu. Đây bây giờ sẽ gọi lên, mọi người đợi chút.
Đây, gọi thanh niên này trước. Bố con mất từ tháng 12 năm 2022, Bình Đào. Lúc đến giờ vẫn đau như trước lúc mất. Như vậy thì khổ quá, đau đến nặng người không kêu được. Cứ đau mãi sao chịu nổi ạ. Cậu có cách nào bày giúp con để con giúp cho bố con đỡ đau hơn không ạ? Có cách các bạn nhé. Chỉ có một cách duy nhất ấy, là chịu khó tu tập, phóng sinh, đọc kinh, làm việc thiện rồi hồi hướng công đức đó cho ông ấy. Khi ông ấy đủ phúc thì đến gặp cậu để cậu chữa cho ông ấy. Chỉ có cách đó thôi. Hoặc là chịu khó tu tập, khi mà có đủ phúc ấy thì xin các ngài bên trên, các ngài mà thương thì các ngài sẽ chữa cho, còn không là chịu. Cảm ơn Huyền nè. Con chào cậu. Giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Văn Tú ạ. Sinh năm 2005 ở Hà Nội. Là bạn có việc gì nói đi. Con thì lúc nãy con thấy có người nào đấy làm cái gì. Con không biết là người ta làm những cái gì. Cái gì cơ? Là con không hiểu là người ý người ta làm là những cái gì. Sao lại ý người ta làm là những cái gì là sao? Không hiểu ý bạn nói cái gì luôn. Là người ta có nói chung là có một người ốp lên cái chị ở dòng họ nhà con. Không phải người ta làm những cái mà con không hiểu là người ta làm này như nào. Thế làm như nào ông phải tả cụ thể ấy. Tự dưng ông nói bâng quơ ấy, tôi biết đâu mà lần người ta ví dụ như là ra cây hương ấy, xong rồi đuổi quát mắng cái gì đi ạ, xong rồi đúng không? Tú anh Bùi, cậu ơi, người mất hợp tuổi với mình khi khâm niệm với lúc đưa xuống huyệt không tránh có bị sao không cậu? Cậu hoan hỉ chỉ giúp con. Trường hợp này chia sẻ với chị và mọi người nhé. Khi mà người mất hợp tuổi với mình hoặc là người thân của người mất ấy, tại sao họ hay bảo là khi mà người mất thì tránh, tránh là người thân và những người hợp tuổi. Khi mà hạ huyệt ấy, tránh, tại sao phải tránh? Bởi vì là cái người mất đó họ còn chấp niệm ấy thì họ sẽ kiếm những cái người hợp vậy hoặc là người thân và họ sẽ vào trong người, họ trốn vào trong người ấy để họ đi theo nhé, họ không chịu ở là chấp nhận họ đã chết đấy, họ vẫn muốn sống nên tránh để họ không có vào người đấy là lý do. Không là những cái người mà chết nước ấy đấy,
bị hại hay gì đó đấy, người ta tránh người thân ra bởi vì là sợ rằng cái người mất đó họ họ chấp niệm còn cao ấy đấy, họ nhảy vào trong người của người trần để họ trốn, họ còn muốn sống, họ chấp niệm cao quá thế, tránh là vì vậy. Mà bao giờ cũng thế, họ trốn vào thì sẽ kéo theo nhiều thứ, thứ nhất là quỷ sai ở dưới đấy, quỷ sai ở chỗ dưới chỗ Diêm Vương cho đi theo để bắt người âm đấy chẳng hạn đấy, hoặc là những cái vong linh tà ban ấy chủ, hoặc là những cái vong linh khác sẽ đi theo cái người mất đấy để trả thù hoặc là gì đó đó như vậy. Thì đấy lý do tại sao mà tránh. Đấy là lý do nhá. Nào bây giờ bạn 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 nói cụ thể, kể cụ thể thế nào. Ra lúc lúc đầu là có một vị nào đấy xưng là vị nào đấy ạ, xong rồi nói là dòng họ nhà con nghiệp nặng này, xong rồi phải tích từng nhà một tí 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 để phóng sinh các kiểu, rồi vì đấy còn ra cái cây hương ấy quát mắng xua đuổi cái gì đi ạ. Bố con rửa sạch hết chân tay mặt mũi đi, xong rồi dịch bát hương tiến lên thì con chung các con chỉ nhớ đến đấy ạ, còn tí nữa con sẽ nhớ thêm ạ. Thế bà muốn hỏi gì? Con muốn hỏi là người ấy làm như vậy là có ý nghĩa gì và đang giúp hay là đang hại nhà con ạ? Họ đang giúp và sau này họ muốn nhà bạn nghe lời họ, thế thôi. Nghe lời là nghe lời kiểu gì? Thì nghe lời về tâm linh á, không hiểu à? Là con cũng tưởng tượng ra rồi. Thắc mắc thế rồi à? Con cũng thắc mắc là nên con nghĩ là người đấy không phải là cái người mà tự xưng như thế. Phải không cậu? Thì họ xưng thế thôi, họ xưng thế cho oai, chứ còn đâu có phải đâu. Con cũng nghĩ rồi, nhưng mà hiện tại là họ đang giúp nhà con đúng không? Là người ấy muốn nhà con phục vụ người đấy à? Cứ hiểu thế cũng được, họ muốn nhà bạn theo người ta. Con hỏi hỏi thêm là người ta phục vụ về tâm linh nghĩa là người ta muốn, con không hiểu ý con nói là về tâm linh là kỹ hơn được không ạ? Thì bây giờ nhà người ta giúp nhà bạn giải quyết những cái vong tà linh tinh để cho trần trần nhà bạn theo người ta, có gì đâu. Là hiện tại là bây giờ là người ta giúp hết xong hết rồi đúng không ạ? Nếu ra mà xong hết, nó đuổi được vài cái vong linh tinh, nó cho quân của nó, người của nó trấn nhà bạn, có gì đâu hết được không. Bạn xem cậu lâu chưa mà sao nơ ngơ thế, chả biết gì này. Con xem cậu được 2 năm rồi. Hai năm rồi mà không biết gì này á. Con hiểu nhưng mà không biết là Lời khuyên gì? Bạn muốn xin lời khuyên gì? Cho bạn lời khuyên. con
Lời khuyên đấy là việc của gia đình bạn chưa lo được đâu, bạn lo việc thân của bạn trước đi. Nhiều lúc ông ngồi đơ ra, ông nghĩ lại không hiểu vừa mình làm cái gì luôn đấy nhá. Ông không điều khiển được hành động của ông đâu, không điều khiển được suy nghĩ và hành động, nhiều lúc đầu cứ đơ ra nơ ngơ. Phải đúng sao ông để phần ác của ông lên, nó sống thay ông nhiều quá không ạ. Lúc ông tỉnh táo được như này ấy, trong một ngày nó chỉ được 30% thôi, 70% nó sống thay ông đúng không ạ. Là con muốn hỏi nữa là có, con muốn hỏi một chút nữa là được không? Nói đi. Là cái chị đấy nói với con là có người muốn túm con là có phải thật không ạ? Ý bạn là người ta bảo là có người âm muốn túm bạn đúng không? Vâng. Thế tôi hỏi bạn, bây giờ phần hồn xấu của bạn nó là quỷ thì có nhiều kẻ thù không? Vậy có nhiều người muốn túm bạn không? Thế sao con hỏi? Kiểu chị ấy nói là muốn túm con để làm việc cho người ý ạ. Nên là phải là ý chị nói là phải ra trình đồng để kiểu như là phục vụ người ta ấy ạ. Muốn bạn ra trình đồng mà phục vụ người ta chỉ có cái người đấy thôi, chính là cái người mà nhập nên nói, còn không còn ai khác cả, mỗi người đấy thôi nhá. Vâng, thì chắc chắn là sau hôm nay con gọi cho cậu thế này thì chắc là người ta biết. Biết cái người âm thì biết, còn phần người trần thì không biết. Thì người ta có làm gì con? Làm gì không, ở phần trần nó không làm gì cả, nhưng mà phần âm thì nó sẽ dụ dỗ cái phần hồn quỷ của bạn, nên bạn sẽ bị nổi lên trong đầu, thỉnh thoảng nhớ đến người ta, nhớ đến những cái câu nói của người ta. Có nghĩa là bây giờ cố gắng đọc kinh của cậu thì Trong kinh mà tôi xin các ngài gia hộ ấy, thì đương nhiên kinh đấy là do bản thân tôi là một, và thứ hai là xin các ngài gia hộ cho. Thì bạn đọc kinh đó, bạn hướng tới các ngài sẽ che chở cho bạn ánh sáng. Và đương nhiên bạn ngoan ngoãn mà đọc kinh, bạn chăm chỉ, bạn tu tập tốt, thì tự khắc là thấy bạn khổ gặp nạn thì tôi sẽ qua giúp. Được chưa? Còn nếu như bạn tu không tốt thì đương nhiên là cái chuyện đó là không có. Được chưa? Giống như nhiều bạn đấy, đêm bị tà quỷ đánh, trong mơ tôi đến tôi giúp. Yeah. Thì đấy là vì là bạn ấy trong cái lúc mà bạn ấy sắp giữa sống và chết ấy, bạn ấy kêu cứu, rồi là bạn ấy giống như những cái người mà đang rất là khổ sở sắp chết ấy, đấy họ kêu cứu mẹ Quan Âm chẳng hạn. Thì hạnh nguyện của những cái người mà giúp người cũng vậy, tôi cũng không ngoại lệ. Giúp được cái gì tôi giúp cái đấy, mẹ Quan Âm thì cứu được mạng sống, còn tôi chưa cứu được mạng sống thì tôi cứu phần hồn. Vậy vậy thôi, nhưng mà với điều kiện là bao giờ cũng thế, phải có phúc phần và phải tu tốt. Có cái trường hợp mà đấy sắp chết khổ sở quá mà chưa có phúc phần thì đến đấy gọi là chấp giúp trước cho này mà biết đường tu thôi, thế là nó vậy. Hai mô chào mừng với giỏ hàng ạ. À, cảm ơn mọi người yêu quý. Thắc mắc gì nữa không? Là tại sao con hay đưa đưa đấy cậu? Vậy tôi mới nói xong. Vậy con nói bạn không hiểu à? Cậu nói lại cho con với.
Các kiếp trước ông gây nhiều nghiệp ác, nên kiếp này ông sinh ra trong một cái thể trạng thân thể nó không được thông minh cho lắm, trí tuệ thấp. Trí tuệ thấp thì khi mà sống ấy thì nhiều phần hồn xấu của ông nó về. Đấy. Trí tuệ thấp, ông không không rồi là không chịu tu tập thì những cái phần hồn đấy nó nên sống sống thay ông. Và khi nó nên sống thay thì cái phần thiện của ông muốn muốn đánh lại thì dẫn đến là ông sẽ ở trạng thái đơ đơ đơ, không hiểu là mình đang như nào. Bởi vì gì? Hiểu chưa? Do là các kiếp trước tạo nhiều ác thì kiếp này đấy trí tuệ nó không có. Các kiếp trước ông phỉ báng những cái người họ có trí thức và họ tu, rồi phỉ báng Phật Thánh, nên kiếp này ông phải sinh ra trong một cái thân thể tuy là kiếp này thiện nhưng mà phải sinh ra trong một con người gọi là trí tuệ nó thấp, thế mà không chịu thay đổi sửa đổi bản thân đi để chuộc lại lỗi lầm, để sám hối, rồi là để tu tập cho tốt để chống lại những cái phần xấu trong mình thì chịu. Hiểu chưa? Vậy phải cố gắng mà tu, chỉ có tu mới có thể cứu chính mình. Hiểu không? Chung là cũng hiểu. Hiểu thì phải cố gắng mà tu nhé. Bao giờ cũng thế. Cậu chỉ là quyển sách để cho mọi người đọc. Mọi người đọc những cái kiến thức trong đó, mọi người thấy cái gì nó hợp với mình, nó thấy đúng hợp với mình thì mọi người học. Còn thấy cái gì nó không hợp thì có thể bỏ qua. Đấy. Chúng ta là những người luôn luôn đi nhìn nhận tất cả mọi thứ, dù là quyển sách hay những cái con người ở ngoài xã hội, từ người giàu tới người nghèo. Họ những phẩm chất, có những phẩm chất tốt gì thì mình học, phù hợp với mình thì mình học, còn cái xấu của họ thì bỏ qua. Hiểu chưa? Bất kỳ ai cũng có cái để mình cần học, kể cả là một cây cỏ hay là một người nhặt rác. Hiểu chưa? Mình học để mình thay đổi, mình sửa đổi bản thân mình. Đấy. Khi mình sửa đổi bản thân mình ấy thì tức là mình đang trong cái quá trình công cuộc ấy, là mình giúp cho cái phần thiện trong mình nó tăng lên ở kiếp này này. Giúp cho cái phần thiện ở kiếp này của mình nó mạnh lên, hiểu không? Giúp cho phần hồn kiếp này này, ý chí kiếp này của mình tăng lên, hiểu không? Có hiểu không? À. Sinh ra đã trí tuệ thấp rồi thì bây giờ phải tìm cách rèn luyện để mà cho tăng trí tuệ lên. Tăng trí tuệ lên thì tự khắc nó sẽ át được những phần xấu xuống. Hiểu chưa? À. Những cái người mà đó, đầu óc lúc nào cũng đơn giản, không nghĩ gì ấy, những cái người đó ấy sẽ bị phần hồn kiếp trước nó chi phối rất là nhiều, và những cái người đó sẽ thường thường khó xuất phát từ tâm. Thế lúc nào cũng phải động não lên, dùng ý chí mà suy nghĩ, nhìn nhận chính bản thân mình, quản lấy bản thân mình trước. Hiểu chưa? Chứ cái đầu lúc nào cũng giống như động vật, chỉ ăn với ngủ. Thì đương nhiên là làm sao mà khởi được trí tuệ lên, trí tuệ không có thì làm sao mà có thể là khởi được phần thiện lên để mà át phần xấu xuống. Hiểu chưa? Bao giờ cũng thế. Tâm và trí, tâm và trí phải cùng mạnh lên nhá, thì mới át được những cái xấu của mình xuống. Đấy là quy luật. Mà muốn thấy được tâm thì bắt buộc là phải có trí. Được chưa? Và muốn trí mà tốt thì tâm cũng phải tốt. Đấy là quy luật. Tâm và trí nó là hai cái tách biệt nhưng nó cũng đều liên quan đến nhau hết. Trên thế gian này bất kỳ gì cũng vậy, nó đều liên quan đến nhau và bổ trợ nhau hết. Trong cuộc sống con người cũng vậy, làm ăn cũng thế. Tôi giúp anh phát triển, anh lại giúp tôi, vậy thôi, quan hệ qua lại. Hiểu chưa? Cũng giống như cái việc mà cậu đang chia sẻ này đấy,
cậu chia sẻ chút cho mọi người tốt lên, mọi người tạo được nhiều phúc phần, được chưa? Thì tôi cũng được hưởng lây kém một chút đó, hiểu chưa? Cậu hiểu không? Đấy, quy luật là vậy. Tu là sửa, sửa bản thân mình trước, sau đó thì sửa đến những cái xung quanh, sửa những lỗi lầm của mình. Bạn nhìn nhá, những cái người mà họ nhiều phước ấy, bao giờ đấy, họ sinh ra, chưa nói đến giàu nghèo nha, mà cái đầu tiên ấy là họ là một người có tâm và trí tuệ. Đó là một cái người mà nhiều phước nhất, hiểu chưa? Trên thế gian này nhiều phước nhất không phải sinh ra trong một gia đình giàu có đâu, mà nhiều phước nhất ấy là một người có cái tâm và trí tuệ cao nhất nhé. Bởi vì bạn phải hiểu là một người không có trí tuệ mà sinh ra trong gia đình giàu ấy, không làm được ra thì có chỉ một chút là mất hết. Những cái người họ có trí tuệ và tâm ấy thì họ càng làm nó càng ra và không bao giờ mất, nó sẽ tồn tại mãi. Bạn có hiểu không? Vật chất của cái nó sẽ mất đi, còn trí tuệ và tâm thì không bao giờ mất. Hiểu không? Nói như vậy để cho bạn hiểu là mình là một người nghiệp nặng, thế nên phải chịu khó mà tu tập để mà sửa lại cái đó, có hiểu không? Nói như vậy để bạn cố gắng bạn sửa đổi mình chứ không phải để bạn tự ti nha, nhớ điều đấy, hiểu chưa? Vâng ạ. Con kiểu như là không để ý người khác nói gì là có phải là như thế không ạ? Không để ý người khác nói gì, cái đó nó chỉ là cái sự nhìn nhận của bản thân bạn thôi, nó chưa nói lên cái điều gì cả. Tôi nói bạn nghe này, tôi nói bạn nghe này, tôi này nhá, tôi nhìn, tôi đọc những cái người ta viết về tôi xấu về tôi nhá. Cái sự thật nó chỉ có 30% thôi, nhưng mà người ta phóng đại nó lên 100%. Tôi đọc nhưng tâm tôi nó không động một tí nào, cảm xúc của tôi nó không thay đổi một tí gì, đó mới là tu. Bạn hiểu chưa? Còn như mọi người ấy, mọi người đọc một chút cái gì đó, mọi người sẽ bị chi phối cảm xúc ngay, tâm mọi người loạn ngay. Như thế là mọi người vẫn còn chấp vào những cái bên ngoài. Bạn không để ý nhưng tâm bạn chấp là bạn đã không được rồi. Còn bạn để ý, bạn nhìn nhưng tâm bạn không động, đấy mới gọi là không chấp. Hiểu chưa? Thấy nhưng không thấy. Và không thấy cũng như thấy. Bạn có hiểu không? Còn về cái việc mà giải hạn ấy, nói mọi người nghe này, bất kỳ hạn nào cậu cũng đều đăng ký cho chính cậu và người nhà cậu. Chính tôi còn giải hạn cho tôi ấy, nên làm mà tôi chẳng làm cả. Thôi, hiểu rồi thì chịu khó mà tu nhá. Cho con xin thêm lời khuyên về mục đích sống được không? Trước đây thì khi tôi còn nhỏ đến lớn, bây giờ tôi không thể khuyên bạn được, bởi vì mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau nhá. Tôi sẽ kể về tôi để đưa ra cái mục đích sống của tôi, còn bạn thì bạn phải tự nhìn nhận bản thân mình cần gì và mình sẽ đi như nào và mục đích của mình là gì, được chưa? Chứ tôi không thể nào mà đưa cho bạn được cái mục đích cho bạn được. Bởi vì nếu như tôi bảo bạn lên sống, mục đích sống của bạn là giúp người chẳng hạn, thì đấy là mục đích sống của tôi.
Tôi muốn bạn làm theo theo một cái cách như giống một con robot chứ không phải là bản thân bạn. Hiểu chưa? Thế đấy là bạn đang biến mình thành một con robot chứ không phải là biến mình thành chính mình. Hiểu không? Có nghĩa là nếu mà con theo làm theo cậu nói thì con sẽ thành robot đúng không? Đúng rồi, bạn cứ hiểu thế cũng được. Điều bạn cần tôi đã nói rất nhiều rồi, tôi chỉ một quyển sách. Điều mọi người cần đấy không phải làm y nguyên cái quyển sách đó, hiểu không? Đừng bao giờ biến mình trở thành y như bản sao của người khác. Nghe thấy không? Bản thân mình phải là chính mình và là chính mình ở một phiên bản tốt hơn. Nghe rõ chưa? Thế nên tôi hay bất kỳ ai cũng vậy, chỉ là một quyển sách viết về những cái chiêm nghiệm của bản thân tôi hay bản thân họ. Các bạn đọc và các bạn đưa ra những cái sự nhìn nhận và tích lũy những cái kiến thức kỹ năng tốt cho bản thân mình và tự biến mình trở thành một phiên bản của chính mình tốt hơn. Đấy là điều tôi mong muốn mọi người có thể đạt được. Bạn hiểu không? Các bạn nhớ được kỹ nhá. Các bạn ở đây thì xin lỗi mọi người là bây giờ cậu cứ gọi chung chung nhé. Rồi các bạn già, các bạn trẻ, mong lúc này mọi người thông cảm. Bởi vì là thôi thì các cô các chú thông cảm. Tuy là mọi người nhiều tuổi nhưng mà đang chia sẻ một chút. Mọi người thông cảm. Vậy tôi sẽ kể về mục đích sống của tôi cho bạn nghe. Trong cuộc đời này ấy, thì ai cũng có những lúc chán nản hết, không ai là không cả. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về cuộc đời của tôi, rồi bạn tự nhìn nhận cuộc đời của bạn, rồi bạn đưa ra mục đích sống của riêng mình nhé. Trước đây từ nhỏ đến lớn ấy, mục đích sống của tôi ấy chỉ có một thôi, lớn lên kiếm tiền thật nhiều để có thể xây được thật nhiều tòa cao ốc và đi từ thiện, giúp được thật nhiều người, cho họ thật nhiều đồ. Đấy, từ nhỏ cho tới đến khi hết cấp 3, mục đích sống của tôi nó chỉ có vậy. Và khi lên đến đại học thì tôi tiếp xúc với đi từ thiện, tôi nhìn thấy nhiều cái mặt trái của cái việc đi từ thiện. Tôi không biết là tôi có nên nói ở đây trên mạng này hay không, bởi vì nói ra nhiều cái nó không hay. Tôi mà nói ra nhiều cái nó không hay đấy, bởi vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều các thứ, nhiều người. Nên thôi nhá, xin phép bạn là tôi không nói cái vấn đề đấy, tôi chỉ nói là rất nhiều mặt trái thế thôi. Và từ đó tôi nhìn nhận, sau đó tôi nhìn nhận và tôi thay đổi cái mục đích sống của tôi, là tôi sẽ không có cho người ta nhiều tiền và đồ vật nữa. Thay vào đó tôi sẽ nghĩ cách là tôi kinh doanh thật là giàu và tạo nhiều cái cần câu cá cho người ta. Và dần dần trong cái quá trình mà mục đích sống của tôi ấy, thì tôi tiếp xúc với tâm linh và tôi chỉ được lựa chọn một là âm, hai là dương. Lúc đó các ngài chỉ cho tôi lựa chọn một thôi. Ban đầu tôi cãi, tôi lựa chọn dương, nhưng mà bạn phải biết cảm giác ấy. Vào một cái quán cà phê, mình ngồi trong đó cả tuần trời, ngày nào những ngày nào rất là bình thường, không có sao hết. Nhưng vừa sang tên cái quán cà phê đấy ấy, chỉ cần ký giấy một xong một cái, bước một chân vào cái chỗ đó lôn thốc lôn tháo, bước đi bước lại cả chục lần cũng đều vậy. Ngày nay bị như vậy, ngày mai lại sang cũng y như thế, ngày hôm sau nữa lại sang lại y như thế. Sau mất một tuần như vậy, tôi bắt buộc tôi lại phải sang nhượng cái quán cà phê đấy. Sau khi ký sang nhượng một cái, tôi lại vào trong cái quán cà phê đó tôi ngồi cả ngày không sao. Đến lúc đó tôi biết là tôi không cãi được, tôi bắt buộc phải lựa chọn âm. Cái lúc đó ấy, tôi cũng đứng ở cái giữa cái sự tuyệt vọng. Bởi vì mục đích sống của tôi từ nhỏ đến lớn nó như thế kia, và đến bây giờ ấy, về âm này tôi đang không biết là phải làm như nào để thực hiện cái mục đích sống của tôi. Sau đó ấy, trong quá trình làm âm thì tôi thấy
là không nhất thiết là cứ phải cho người ta cần câu cá, mà cái sự giác ngộ cho người ta mới giúp cho người ta thực sự là tạo ra cần câu cá. Và từ đó ấy, tôi nhìn nhận, tôi thay đổi cách sống của tôi và mục đích sống của tôi, ý nghĩa sống của tôi. Thay đổi từ cái việc là đi từ thiện cho người ta, rồi là tạo công ăn việc làm cho người ta, tạo cho người ta cần câu cá. Tôi thay đổi bằng cách ấy là giúp cho bản thân người ta thành một phiên bản tốt hơn để người ta tự tìm ra cần câu cá của người ta. Cái đó mới là tốt nhất. Chỉ giúp cho người ta giác ngộ ra, người ta trở nên tốt hơn mới là tốt nhất và lâu dài. Bởi vì mình cho người ta cần câu cá nhưng người ta không có trí tuệ và không có sự nhìn nhận thì sớm muộn gì người ta đánh mất cần câu cá đó. Nhưng giúp cho bản thân họ thay đổi ấy, thì họ có thể là mãi mãi hết cuộc đời của họ trở nên tốt hơn, đi lên. Và đến bây giờ ấy, thì mục đích sống của tôi nó đơn giản lắm. Chỉ là xây thật nhiều nơi thờ các ngài, thực sự của các ngài ngự và giác ngộ được cho nhiều người, phóng sinh được nhiều. Khi mà nhìn thấy mọi người vui thì tôi vui. Nhìn thấy các bạn cá được tự do, được sống trọn kiếp, các bạn ấy vui thì tôi vui. Nhìn nhiều người giác ngộ được ra thì đó chính là niềm vui và mục đích sống của tôi. Đó. Đó, đơn giản chỉ vậy. Và ngày xưa thì nghĩ và cao sang lắm và xa lắm, nghĩ mình là phải là giám đốc nọ kia thế nọ thế kia, rồi tạo nhiều công ăn việc làm cho nhiều người, hàng vạn người. Nhưng bây giờ thì đơn giản lắm, mình cứ là mình thôi, để tự nhiên. Nên bây giờ thì các ngài lỏng hơn rồi, nó giống như kiểu như là càng tham thì nó càng mất, càng không tới. Nhưng mà cứ để tự nhiên, tùy duyên, tích nhiều phúc thì tự khắc những cái tốt nó sẽ tới với mình. Đó. Nên đến bây giờ thì ngoài làm âm ra tôi còn làm nhiều cái về dương nữa. Không thấy các ngài nói gì, các ngài vấn đề tự nhiên. Nếu bạn xem 25 chắc cũng nghe, từng nghe cậu còn làm nhiều cái khác nhỉ? Chưa tìm hiểu về vấn đề cậu làm việc dương những gì. Có thắc mắc gì nữa không? Là con hết rồi. Thấy cái đầu mình nó thông hơn trước lúc nói chuyện với cậu được một chút chưa? Thế trí tuệ của mình nó tăng lên một chút chưa? Nó ít rồi. Nó ít, nhưng ít nhất là tăng lên đúng không? Thế người ta mới bảo ấy là chơi hay làm gì thì cũng nên tiếp xúc với người có trí tuệ thì trí tuệ của mình mới phát triển lên được. Như thế các cụ mới bảo ấy là lựa chọn bạn mà chơi, hiểu chưa? Bạn muốn giàu thì bạn phải học phong cách của người giàu, bạn phải học những cái cách suy nghĩ và tính cách của người giàu, cách nhìn nhận của người giàu. Bạn không học những cái đó, bạn không chơi với họ, chắc chắn bạn không bao giờ giàu, hiểu chưa? Bạn muốn trí tuệ của mình phát triển, bạn muốn cái tâm của mình có thể xuất phát được từ tâm và tốt nhất thì bạn phải chơi với những người họ như vậy, bạn phải theo những người như vậy thì bạn mới phát triển được những cái mà bạn muốn, hiểu chưa? Đơn giản là vậy. Bây giờ bạn muốn bạn cũng sáng thì bạn phải đi vào gần cái ngọn đèn nó sáng, đúng không? Thì bạn đứng xa ngọn đèn sáng làm sao bạn sáng được, trong khi bản thân bạn thì không thể tự sáng nổi. Bây giờ một cái đèn nó đang cháy, với bạn là một cái đèn nó chưa cháy. Bạn muốn cháy, bạn phải đi vào cái đèn nó đang cháy và châm để cho bạn được cháy theo, đúng không? Thì bạn mới sáng được.
Ai trên đời này cũng giống nhau thôi, sinh ra đều chỉ là một cái đứa trẻ, nó như một tờ giấy trắng, đứa nào cũng giống đứa nào hết ấy. Trong cái quá trình sống, nó tự tích lũy cho nó những cái gì. Nhiều phúc phần thì có người dạy, không có phúc phần thì không có người dạy. Hiểu chưa? Nhá, chịu khó. Cảm ơn cậu. Cố lên nhá, bye bye. Chào cậu. Những cái buổi chia sẻ này không có nhiều đâu nhá, nên mọi người phải trân trọng. Bởi vì những cái mà cậu chia sẻ ấy, đều là những cái mà cậu tích lũy trong cuộc đời. À, mọi người có thắc mắc gì nữa không? Mụi lai và bạn đã chủ hành thôi, nhưng mà họ nói trước là họ sẽ không tha đâu, hận thù họ cao lắm. Không nha, cái gì đấy chị Niên? À, quên còn người nữa, gọi nốt. Không thích trả lời nhỉ. Mọi người mua trà bánh và trà hàng với cậu nhé. Lịch làm việc ở nhà của cậu á, cậu lười lắm nhá. Thế là mọi người muốn đến thì cậu cho đến một ngày chứ, cậu còn làm nhiều việc khác lắm, không có làm nhà mấy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
xa nhiều đời. Cầu khấn long danh che chở chúng sinh muôn nơi, xin người, xin người chở che cho thoát kiếp khổ ải. Nào mời chị bật cam lên. Mời chị giới thiệu. Dạ vâng. Đây chị Xuân Trang, 41 tuổi. Để nhận cậu cho con tôi lời về cái đời sống với cậu. Chị ở đâu? Dạ, con ở Năm Đồng Nai cậu. Năm Đồng, Đồng Nai, trước giờ không biết tu tập là gì, sống suốt ngày bệnh tật khổ sở thế này. Không thấy khổ à? Người miền trong ấy, mọi người vô minh hơn ngoài Bắc, nói thật đấy. Ở miền Nam hả cậu? Vâng. Chị biết xuất phát từ tâm là cái gì không? Dạ biết. Xuất phát từ tâm là tâm mình phải thú thiện, làm lành. Chị nghĩ xuất phát từ tâm là phải biết giúp đỡ người khác, biết sống thiện, sống tốt đúng không? Dạ. Chị nghĩ như thế đúng không? Dạ đúng. Đấy,
Thế cậu ấy bảo là người miền trong ấy thường thường là sẽ nghĩ như vậy, còn người ngoài Bắc ấy thì họ sẽ suy nghĩ sâu hơn một chút, tức là họ nghĩ là họ phải sống tốt bằng cái con người bên trong, bằng cái tâm bên trong của họ, họ sẽ nghĩ sâu hơn một chút như vậy. Cách nghĩ như người miền trong ấy thì đó chỉ là lòng tốt của bản thân mình thôi, chứ chưa phải là xuất phát từ tâm. Còn ngoài Bắc ấy thì đi sâu hơn được vào một chút là biết nhìn nhận vào bên trong bản thân mình để khởi lên những cái lòng tốt. Xuất phát từ tâm ấy, ngoài cái lòng tốt ra, sao mặt cậu xanh đen vậy? Thì gọi ai lên cậu sẽ ứng người đấy, thì mặt cậu màu nó sẽ thay đổi thôi, đấy là quy luật. Cậu phải ứng người ta thì cái sắc mặt của cậu nó sẽ thay đổi theo sắc mặt của người ta. Và đương nhiên cậu ứng thì sẽ biết người người ta như nào, đấy là quy luật. Cái lòng tốt thì là việc tốt rồi, không có ai bảo là sai cả. Nhưng mà cái đó chỉ là cái lòng tốt và là sự hời hợt từ bên ngoài. Chỉ sống tốt với người ta, chỉ nghĩ là sống tốt với họ là được. Nhưng mà chắc chắn là chưa bao giờ chị quan tâm đến họ một cách trọn vẹn. Đúng không? Ví dụ nhé, chị có một con cá chị mang sang cho hàng xóm chẳng hạn, đó là lòng tốt của chị đúng không? Đúng lòng tốt chưa? À, Dạ đúng. chị nghĩ như vậy là từ tâm chưa? Cái đó là lòng tốt thôi. Vậy như nào mới là từ tâm? Tâm là Đấy, một cái hành động mang cá sang cho hàng xóm. Đó, chị nói cho cậu biết, đó là lòng tốt. Vậy như nào là xuất phát từ tâm? Nói đi. Trong hành cũng động. phải biết cái món đồ đó họ có thích hay không, và món đồ đó có cần với họ hay không. Gì đó? Ngoài cái việc nhìn nhận là họ có thích hay không, họ cảm thấy như nào, có tốt cho họ không, còn như nào nữa? Tức là họ có muốn nhận món đồ đó không? Thì ngoài cái họ nhận món đồ đó không, còn cái gì nữa? Ngoài đó ra còn cái gì nữa? Họ có nhận ra được cái giá trị đó không? Gì đó, như vậy đã gọi là xuất phát từ tâm chưa? Đó chỉ là cái lòng tốt thôi. Đó chỉ là cái lòng tốt.
Tao đang thấy khó. Chị đang thấy khó. Không phải thấy khó mà kiểu như vậy con thấy nó cũng hơi hồi hộp với cậu, tại lần đầu tiên nên gặp cậu á. Không sao cả, có gì hồi hộp đâu. Nào bây giờ chị trả lời tiếp đi. Thêm gì nữa thì mới là xuất phát từ tâm. Từ tâm là mình phải hết lòng và phải biết họ cần gì, cần những thứ gì, và họ đang gặp vấn đề gì. À, các cụ ở ngoài miền Bắc ấy, kể cho mọi người nghe một câu chuyện như này. Các cụ ở ngoài miền Bắc thì thường thường bảo là con gái miền trong ấy là sẽ dễ không ở với người đàn ông. Thế đa phần các cụ là hay bảo con trai ngoài miền Bắc là lấy gái miền Bắc. Và các cụ bảo là chỉ có gái miền Bắc nó mới chịu ở với mình, nó mới chịu khổ được. Biết tại sao các cụ lại bảo thế không? Chị biết tại sao? Tại vì người miền Bắc sẽ hiểu với người miền Bắc hơn, Không phải đâu, không phải đâu. và Không phải đâu. Không phải đâu. Mà bởi vì ấy, người miền Nam cách sống trong đó thường thường là chỉ ở lòng tốt và họ không có trao cái tình yêu thương dành cho nhau nhiều từ sâu bên trong giống như ngoài miền Bắc. Một người đàn bà họ chấp nhận chịu khổ họ ở với người đàn ông ấy vì họ biết khởi từ cái tâm lên sự tình yêu thương dành cho người đàn ông đó và gia đình đó. Còn miền trong người đàn bà không có cái đó. Đó là cái tự gọi từ tình yêu thương từ trong tâm. Từ lúc nãy giờ chị nói nó mới chỉ là lòng tốt của mình dành cho người khác, sự nhìn nhận là họ có cần hay không hay là những cái đó nó chỉ là lòng tốt. Trao đi một món quà phải trao cả tình yêu thương nữa từ trong tâm của mình. Thế nào gọi là từ tâm? Là từ bản thân mình mà trao ra cho họ. Ngoài cái vật chất mà họ cần ra, ngoài cái họ cần ra còn phải cả tình yêu thương nữa. Một người khi mà chị đưa tiền cho họ thì họ chỉ có lòng là cảm ơn chị, nhưng nếu chị đưa bằng cả tấm lòng, cả cái tâm của chị ấy thì họ sẽ mang ơn cả đời. Nó khác nhau ở chỗ đó, có hiểu không ạ? Đấy là lý do tại sao ấy mà cậu là một người không thích gọi là nói nhiều với những người không tín và không hiểu đâu, nhưng tôi vẫn cố kiên trì, tôi ngồi tôi giải thích nó là vì vậy. Tại sao tôi lại ngồi tôi kiên trì giải thích? Đơn giản thôi, bởi vì cái tình yêu thương của tôi nó lớn hơn cái chấp ngã của tôi. Đó nó là lý do như vậy. Thế là lý do tại sao mọi người cứ thắc mắc là tại sao cậu có thể kiên trì ngồi giải thích cho như vậy. Được chưa? Đấy là lý do đấy. Bởi vì cái tình yêu thương, sự từ bi học của các ngài, tôi học các ngài, cái sự tình yêu thương đó, từ bi đó nó lớn hơn so với cái chấp ngã của bản thân mình. Con cá chỉ là ví dụ thôi nhé. Đấy là một người khởi từ tâm lên mà cái tình, cái xuất phát từ tâm đấy nó gọi là mức bình thường giữa người với nhau ấy thì nó như vậy. Còn nếu một người đã có sự từ bi
khởi từ tâm lên lớn ấy, thì ngoài người với người ra họ còn yêu cả động vật và thực vật nữa, chứ không phải là mỗi người với người. Thế là một người có trí tuệ và có tâm ấy, họ sẽ nhìn và họ trao đi tình yêu thương từ tâm ấy, xuất phát từ tâm ấy, không chỉ với người đó nếu họ nghĩ cho đồ, mà họ nghĩ đến cả cái đồ vật hay là con vật đến họ cho nữa. Sao chị thấy nói đến từ tâm, chị thấy cái cảm xúc trong tâm của chị thấy nó yếu đuối không, thấy bản thân mình yếu đuối không? Thấy là mấy là theo cái cảm xúc của con, tại con thấy cặp của giải thích đúng Chị hơi nghẹn là ngào muốn khóc. Chị hơi có phải yêu về con người không, con yêu về con vật nữa, tình yêu thương đó mọi lúc mọi nơi là cũng phải bình đẳng như nhau á. chị nghẹn ngào, chị muốn khóc. Và chị biết tại sao mà chị không có tìm thấy tâm của chị không, mà chị không nhìn thấy không? Chị biết tại sao? Dạ không. Bởi vì bản thân chị sợ cái sự yếu đuối của chính mình, chị không dám đối mặt. Chính vì cái nỗi sợ đó nó che đi mất chị tìm thấy bản tâm của mình ở bên trong, là con người lương thiện nhất của chị. Chị sợ như vậy nên chị không dám trao đi cái tình cảm thực sự, tình yêu thương thực sự tốt nhất, lương thiện nhất từ trong tâm của mình cho người khác. Sao cảm thấy muốn khóc hơn, dạng giống như là kiểu muốn muốn cảm ơn tôi cậu rất nhiều à? Nam Bởi vì cậu đang giúp cho chị tìm thấy chính mình mà. Mắt cay cay, ướt ướt. Con người bên trong của chị, trong tâm của chị đang khóc đấy. Các chị cũng cảm đã nhận đúng rồi. được nhỉ. Chị là một người không xấu, tâm của chị không xấu, chẳng qua là chị bị những cái cuộc sống nó vùi dập chị, làm dẫn đến chị trở nên sợ hãi và yếu đuối. Không ai lựa chọn được kiếp trước mình như nào cả, nhưng kiếp này bản thân mình có thể lựa chọn được mình trở thành người như nào. Chị muốn tu bắt buộc chị phải mạnh mẽ lên, đừng có trốn tránh nữa, hãy đối mặt với nó đi nhé. Chị càng trốn tránh thì nó càng đè bẹp chị. Bởi vì quy luật một người ấy giống như một con chó đang đuổi chị nhá, mà chị trốn tránh nó, chị chạy nó thì nó càng đuổi chị. Nhưng mà chị đứng lại đối mặt với nó, thấy ạ? Khi mà chị vượt được qua nó rồi ấy thì chị thấy nó rất là nhỏ bé. Cố lên nhé, cố lên để tìm thấy chính mình, thấy bản tâm của mình, và mình tu tập đọc kinh, phóng sinh, làm việc thiện hay là bất kỳ cái gì cũng bằng con người thực sự của mình. Đó mới là từ tâm. Và khi mà chị đã làm được như vậy ấy, thì chắc chắn cái sự đau khổ trong tâm của chị nó sẽ không còn. Bởi vì chị chiến thắng được điều đó rồi. Cố lên. Cảm ơn cậu. Chị có thắc mắc gì nữa không? Người nói với con anh là khoảng năm nhiều á cậu. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là chị nên tìm thấy bản tâm của mình trước. Sau đó khi mà chị đã tìm thấy bản tâm của mình, chị tu tập bằng bản tâm của mình ấy,
Thì một thời gian chị tu tập bằng bản tâm, chỉ hướng đến các ngài sẽ chỉ dẫn cho chị nhìn nhận, thấy là phần âm mình đang cần phải làm cái gì. Hiểu hiểu không? Dạ, hiểu. Và nhá, chị cứ từ từ, từ dần dần, từng bước một, đừng nóng vội. Nhá. Dạ, cảm ơn cậu. Nãy giờ cậu nói nhiều hết. Vâng. Mà không biết nói cách nào thôi. Vâng. Vậy nhá, chào chị, chúc chị tu tập thật tốt. Dạ, cảm ơn cậu. Hello. Hello mọi người, mua trà mấn và giỏ hàng nhé. Cảm ơn mọi người. Đấy mọi người nghe những cái ví dụ cậu hay những cái chia sẻ. Thấy dễ hiểu không? Dễ hiểu và dễ ngẫm. Không nên nói gì phương phạm ạ, để tùy duyên đi. Bây giờ chị nói ra người ta có tin hay không, thậm chí lại gây ra xích mích nó không hay. Alo ạ, con chào cậu ạ. Chị giới thiệu đi. Alo, dạ vâng, con chào cậu. Nhà con là Dương, con đang ở bên Tân Lâm ạ. Nhà con có một cậu con trai mà năm nay là 9 tuổi, nhưng mà con nhà con ấy thì cứ hay bị là bị hơn một năm nay là cứ buổi trưa buổi tối tầm 11 giờ rưỡi tối thì cứ bị đau lưng rồi lăn lộn kêu đau mỏi lưng, xong đến 1 giờ hơn thì lại tự hết, ban ngày lại không sao cả cậu ạ. Xong rồi gần đây cách đây khoảng tầm 4-5 tháng này thì cứ mỗi lần về quê của con lại ở Định Hóa Thái Nguyên, thì cứ về quê thì lên cái nhà mà mới của bà có cái nhà mới xây thì cứ ngủ ở đấy đêm thì lại cứ nó cứ dậy, nó cứ thi thoảng nó cứ có một lần về thì chơi thì đâu chỉ có 2-3 ngày thôi, nhưng mà đêm nó cứ dậy nó hốt hoảng, nó cứ mẹ ơi cứu con với, có người kiểu đuổi con rồi cứu con với con, xong nó cứ van xin rồi bảo là tha cho con đi cứu con với, con sợ lắm, nó cứ hốt hoảng nó cứ đi tìm bùa rồi, cái cầm bùa thì nó mới đi ngủ được. Chị quay em bé nào. Đây ạ. Chị quay camera được. Quay ở trước. À đây, con cầm. Con chào cậu đi. Chào cậu. Cái đầu tiên ấy, cái đau lưng của nó là một đứa bé trai, là con gái chủ của nó nhá, nó hay ngồi trên lưng, ở giữa lưng. Còn cái khi mà về đất kia ấy, nó bị như vậy ấy, đó là do là cái đứa bé con này của chị ấy, cái phần hồn xấu của nó rất là nhiều, rất là xấu xa, độc ác, tham lam nhá. Thế nên về đất đấy ấy, là những cái vong linh đó họ từng là từng bị cái những cái phần hồn xấu của cái bạn này này kiếp trước là hành hạ bóc lột họ, thế bây giờ họ nhìn thấy họ ghét, họ đuổi, họ đánh, thấy chưa? Thế bây giờ thì muốn phải làm nào đúng không? Phải làm. Cái trước tiên ấy là chị phải biết đến tu tập đi, chị vô minh lắm, chị chẳng biết gì đến tu tập sám hối đâu nhá. Chưa kể là lòng tham của chị rất là lớn, chị mong cầu một cuộc sống rất là một cuộc sống bình yên đầy đủ. Dạ. Suốt ngày trong tâm của chị lúc nào cũng nghĩ điều đấy không ạ? Điều đó không sai, nhưng mà đừng có mong cầu lớn như vậy. Như thế là nổi lòng tham ấy, lúc nào cũng nổi lòng tham như vậy thì theo chị là con của chị, các kiếp trước của nó đã tham như thế thì bây giờ chị cứ như thế thì kiếp này của nó sẽ trở thành một người như nào?
Người mẹ như vậy chắc chắn đứa con nó trở thành một đứa lớn lên nó sẽ trở nên rất là tham lam. Chị muốn nó đỡ thì chị phải tu tập đi. Bản thân chị phải tu tập. Sau đó hướng dẫn nó tu tập. Chứ cứ vô minh như giờ thì đến thắp hương còn chẳng biết phải khấn như nào, rồi là phải mua cái gì thì chịu. Vô minh hết mức có thể thì chịu. Thế bây giờ là con cần phải làm như thế nào hả cậu? Chỉ cần phải tìm hiểu về tu tập đi. Thì hàng ngày con vẫn đi lễ chùa các thứ, thằng là ngày rằm ngày ấy rồi các thứ. Đầu năm cuối năm con đều lễ chùa, lễ tạ các thứ à? Đi lễ chùa như vậy là tu tập à? Đi lễ chùa như vậy là đã hiểu biết về tâm linh à? Đi lễ chùa như vậy chị có hiểu nhân quả là cái gì không? Con cũng rất sơ ạ. Sơ sơ. Các chị giải thích sao nhân quả là cái gì? Con chỉ biết là làm việc thiện, việc tốt thì sẽ được điều tốt thôi. À thế à? Làm việc tốt sẽ được điều tốt. Vậy chia sẻ với chị này, làm việc tốt chả được gì đâu. Ừ? Mọi người luôn luôn nghĩ là làm việc tốt sẽ được điều tốt đến. Bây giờ tôi chia sẻ với mọi người này, làm việc tốt chẳng được gì đâu. Ừ. Làm việc tốt nó chẳng được gì với mọi người cả. Còn cái việc của ông trời ấy, ông có cho cái đó gọi là phúc phần hay không ấy, cái là việc của ông, không phải việc của các bạn. Và các bạn luôn luôn nên nhớ, làm việc tốt chả được cái gì đâu. Nếu bạn nghĩ bạn làm việc tốt để mong được phúc phần ấy, bạn sẽ chẳng được gì hết. Bởi vì cái việc tốt bạn làm, bạn khởi từ lòng tham. Khởi từ lòng tham sẽ chẳng có gì cả. Còn như cậu ấy, cậu chỉ nghĩ đơn giản, làm việc tốt là làm việc tốt. Vâng. Làm việc tốt chỉ đơn giản là giúp được người ta cái gì thì mình giúp. Giúp bằng cái tâm của mình, hết mức có thể, hết. Còn tôi chả bao giờ nghĩ là được cái gì cả. Khác nhau ở chỗ đấy đấy. Dạ. Chị chưa hiểu gì về tu tập đâu, nhá, chị cứ xem nhiều like của cậu vào nhé, để dần dần hiểu. Chứ chị vô minh như này thì chết. Hôm nay thì cơ duyên con biết đến thầy thôi, tại vì trước con không không con không biết đến thầy. Vâng, được rồi, cảm ơn chị nhá. Đó, chị muốn con chị đỡ thì chị phải biết sám hối nhân quả và tu tập đi, sau đó thì hướng dẫn con chị tu tập theo nhé. Dạ. Vâng vâng, cảm ơn chị. Chào chị. Vâng, cảm ơn thầy. Nghe cậu nói mà cũng muốn khóc theo, khóc gì trời. Cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người yêu quý. Hôm nay cậu dừng ở đây thôi. Bây giờ cậu phải ngồi cậu check check mọi người đăng ký giải hạn đã. Cảm ơn mọi người yêu quý, chúc mọi người ngủ ngon. Ai mua trà mấn và giỏ hàng ở túc tóc chỗ cậu vậy? Mua lốt đi. Để cậu tặng. Còn ai đăng ký giải hạn thì vào phở bò kéo xuống tìm link nhé. Cảm ơn mọi người yêu quý. Cái like này cậu sẽ đăng lại lên trên YouTube để cho mọi người cần xem lại thì xem. Để hiểu thế nào là xuất phát từ tâm nhé, để nhìn nhận lại bản thân mình, để tìm lại con đường, tìm lại con người của chính bản thân mình. Chúc mọi người ngủ ngon.
Cảm ơn mọi người yêu quý.